Hello các bạn, mình là Trí Nguyễn. Mình rất hân hạnh được gặp các bạn ở Khối Xe Channel. Hôm nay các bạn khỏe không? Bây giờ anh em chuẩn bị tập trung đi đến nhà anh Hà ha. Nhà hôm nay nhà anh Hà có tiệc ha các bạn ha. Thì bây giờ đang trên đường về chuẩn bị giờ đi đến nhà anh Phước, xong rồi gặp anh Phước nữa cái mấy anh em đi đến đó ăn tối với lại gia đình anh Hà và bạn bè của anh Hà. Thì wow, ban ngày chiếc này nhìn rất là đẹp các bạn. Hello. thì vô dàn bô, cổ bô, Will Spicer. Ta lái carbon mai vô ta lái carbon cho ấy nữa. Và các bạn thấy ở đây vô cái cặp kiến carbon luôn. Thì sẵn đây đến nhà anh Hà chơi tối nay thì mình cũng chạy thử xe, make sure xe ok. Từ về mai là Trí với lại Nhân xuống xuống đây chơi và để chạy xe này. Thì mình test drive nó luôn và đi cái tune luôn các bạn ha. Stay tuned. Màu này ra nắng rất là đẹp các bạn. Ra như trời nhà rất là đẹp, nhìn rất là xuất sắc. Hôm nay anh để rất là bận, hôm nay chủ nhật về sớm bữa cho nên đi chơi được. Ở đây có 4 chiếc thôi nha bạn, mà các bạn sẽ nghe là rất là đại náo thiên cung. Ok, để mình đẩy xe. Bây giờ đang trên đường lại nhà của anh Phước các bạn ha, rồi xong xuống nhà anh Hà. Trời hôm nay rất là gió các bạn, nhưng mà gió đến 7 giờ là hết rồi. Hy vọng cái microphone của mình nó không có gió nhiều các bạn ha. Đang quay kìa.
rằng xe ổng là xe anh Tuấn SVJ, anh Tuấn chịu hô luôn mà. Xe ổng lớn kìa. Cái chỗ đó có bực bực sâu lắm các bạn. Giờ mát trời đó các bạn. Đó. Nhà của anh Phước cũng rất là đẹp. Rất là đẹp luôn. Phá nhà anh Phước à. Vô đây phá nhà anh Phước bữa. Mua nhà có nhiều cái sân đánh góp luôn các bạn ha. Hồi đó ông lại nhà người ta ông nẹt bô, bây giờ người ta lại nhà ông nẹt bô nè. Yên tĩnh đó bà. Mấy khu này mà mình vô
mình mà vô ở chắc ngày trước ngày sau nó chửi mình. Nó đuổi mình ra. Đâu có số mặt vả đâu vô, phải chờ ông về. Để cái số mặt mã. Hello, hello, hello. Hello. À, chạy vô. Ai? Sao ba của Tuấn? Dạ. Đâu đâu, nhà của anh Tạng. Nhà anh Tạng đây. Câu cá hả? Đi câu cá hả? Chưa quá. Anh tên gì? Hả? Tạng hả? Có đặt quên anh ha. Ok, bye. Gặp một người anh em coi kênh khói xe các bạn ha. Anh chạy ngang thấy nói thấy một group lam bầu là biết tụi anh rồi. Chết rồi, không có cổng vô, nó khóa ở ngoài à. Cái bà đứng ngoài luôn cũng sao. Mình ghét cái đuôi mà nó bị nó sập xuống các bạn, cái đuôi làm sao á. Xe mà phiên bản 212, 213, 214 nó không có lúc có nút này ha các bạn ha, không có nút này tự chỉnh cái đuôi phía sau. Còn 215, 216 đó lên thì nó có cái nút chỉnh cái này các bạn ha. Nhớ tôi ngoài rồi. Rồi để bên đây mình chụp bài hình nè.
chú giật như vậy coi như bạn đó các bạn, rất là vui. Oh.
mình quay camera như vậy á, chạy tốc độ nhanh nó rất là mỏi tay. Xe ai mà làm mình hết hồn hả? Cái mốc cái làm mình hết hồn các bạn. Sắp tới nhà anh Hà rồi các bạn ha. Cái đoạn đường chạy tới đây cũng rất là vui các bạn, rất là vui. Anh em quậy bà cố luôn. Gặp hai cái anh, hai chiếc xe của hai anh da đen nữa theo quậy phần đông, hai đó chạy theo để chụp hình với quay phim rồi các bạn ha. Tự nhiên chiều chủ nhật hai đó chạy vòng vòng đâu gặp cái đám la bồ xong nó chạy khiếp luôn. Vui. Vô nhà anh Hà cũng vô cái cổng, mỗi khu rất là đẹp các bạn. Bây giờ anh em tới đây các bạn ha.
Hai anh. Khỏe anh. Xoay đến lại, đến chảy. À, chút nữa là chút em lấy được. Bữa nay trời cũng ok ha, không nắng lắm. Quá đẹp, quá đẹp. Chút nữa hết gió là ok à. Xong bà chứ. Xong bà chứ thế giới. Xong bà. Em ơi có bao nhiêu? 63 con hả? 63 con hả? Thà là nói đừng, anh không có xe chứ đừng nói nó là không có tiền. Real listener mà bây giờ là tới đây hang sao? Tiền nhiều để làm chi, tiền nhiều để làm gì, tiền không? Tiền thắng tình thua, thấy cái này hay quá. Tiền thắng tình thua, ca này hay quá. Kìa tiếng ổng ca hay anh vô nha, vô bây giờ năm tu rồi. Năm mà chưa rồi. Năm mà tu. Làm cho anh chiến đi. Đó. Rồi vợ chồng đi chơi chung với anh em. Vợ chồng không có cặp vô. Không có thích một cái gì hết á. Không cần đi tu rồi chứ. Xe cũng không mà gái cũng không. Thích nhỏ lần xóm. Thích lần xóm hả? Khổ gái nhỏ lần xóm chưa biết. Mà mình cũng chưa gặp nữa. Chưa gặp nữa hả? Xe cũng không mà gái không. Bây giờ em nghĩ là bây giờ ảnh đang chọc chị. Đang chọc chị để chị mua xe đó. 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 Xe là cũng không được tin nó còn gái không được. Ừ. Gái không được. Không, gái cũng không luôn. Mấy nhỏ đẹp với trời đi ngang qua không đâu thèm nhìn đâu. Mình bị mấy ông chùa ông bắt được rồi. Chị đang đứng sao? Chị bả đang đứng sao vậy đâu em nhìn phải không? Rồi xin lên xin lên. Bún mắm ngon quá các bạn. Ngon ha. Ngon. 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 Quá ngon quá. Quá ngon anh. Trời ơi, đợi gì nữa xuống cái nhà bự quá. Phá 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 ra ngoài. Vô cái nữa đi, vô cái nữa đi. Một hai ba vô. Mấy người đợi mình. Ờ vậy hả? Á Nguyên đám đợi mình. Bữa đó ăn cái làm không? Không. Nấu làm đâu. Mà đi mua đồ chứ mình gắn camera lâu. Vô anh có xe. Dạ. Chúc mừng anh có xe, có thêm một thành viên có xe nhỏ nhỏ. Vô. Ai làm việc đâu? Vô anh Hà. Hả? Mời mấy anh. Nhóc quá, chọc mình. Mời. Vô. Ăn đi uống. Cho cái chi. Ăn đi uống. Ăn đi uống. Ngon lắm. Bạn quá. Và cái tù cũng mẹ quá. Anh nhiều nè. Ok, bây giờ cái party ngày hôm nay đó là mình rất bạn của mình. Xưa nay gọi là bạn cơ hàng đó. Hồi xưa đó, tụi này tới rất là nghèo. Trong tay chỉ có 5-10 ngàn trong túi thôi. Cách đây 21 năm. Hôm nay có chút dư chút để mua xe để enjoy cho cuộc đời. Hôm nay mình giới thiệu rất bạn của mình. Mấy người về trước rồi có tiệc. Cho nên là rất là vui, ai cũng được khỏe, ai cũng làm ăn ra. Cho nên mới mua được những chiếc xe đắt tiền để enjoy cho cuộc đời. Cuộc đời để mình... Mà đặc biệt là Johnny nó nói một lần ở Florida mình nhớ hoài luôn. Johnny nó nói là em nhớ anh Hà lắm. Mà mình nhớ đi Florida nó không nhớ vợ, nó mới mắc mắt nó nhớ mình. Mình là cái vốn dĩ mình là cả tin, người ta nói mình dễ tin lắm. Nhưng mà bây giờ mình phân tích ra đó, Johnny nói xạo với mình. Nhưng mà để nói rằng ngay, vẫn thích lời nói dối của mình. I like the way you lie. I like the way you lie. Rihanna, sing that song. I like the way you lie. Đây nè, vô. Nếu anh Tuấn mua chiếc 63 anh đấm bóp suốt đời. Không biết á, từ lúc Tuấn mua đó, nó chưa đấm bóp. Johnny
nào cũng nói dối với anh em mình, nhưng mà mình mến nó, mình mến những lời nói dối của anh em mình, cho nên mình mới welcome everybody here. Thank you for coming to party with us. Thank you, America. God bless us. You have a great day. Cảm ơn America ha. Anh. Cảm ơn America, cảm ơn America. Yeah. Cảm ơn nước Mỹ đã cho anh em, gia đình của anh em tất cả đều sức khỏe. Đó, rồi sau đó làm ăn phát tài để mua được một chiếc xe mình yêu thích. Đó. Cảm ơn nước Mỹ. Thank you America. Hồi xưa kia đó, hai mấy năm, đến đây cũng mấy ngàn tuổi rồi. Trong đó có 8-9 cặp rồi. Lúc có một số cặp nó nghèo, bỏ nó rồi. Ông ấy chơi với nó. Cứ là mấy thằng có tiền thôi. Có tiền, nó có phải mượn tiền mà. Trong đó có hai thằng được sống. Mình chào nó luôn là tên là Ngọc. Vợ của Ngọc là tên Thu. Thu á, mình ở đây mình tự đặt cho mỗi tên một người ca sĩ là bé Ngọc Thu, ca sĩ Ngọc Thu. Đó là Tuấn Ngọc, đây là Tuấn Ngọc. Và đây là Tuấn Nghĩa. Một người mà làm mình buồn rất là nhiều luôn. Tại sao anh ấy hay đứng trễ? Cái ông quỷ đâu giàu lắm anh. Ở thôn này nó giàu không? Dạ, yeah, dạ. Yeah. Quỷ ông giàu lắm. Đất của nó mà. Cò ba kháng cánh. Nô gãy cánh luôn. Gãy cánh. Không có gì đâu. Không có gì đâu, nhiều cũng có, vài 30 triệu không? 30 triệu có, em biết mà. Em muốn nói lúc nãy luôn. Johnny, anh bị tao máu là anh này á. Không thích xe, không có xe cho qua là không muốn mua xe. Tại cái giàu quá nó làm đi mà có nhiều cái buồn, không nên buồn. Nếu mà nói về em, anh không thích luôn, anh thấy anh thua sót nhiều lắm. Bây giờ cái thế thì không phải là Johnny. Hôm nay nó lấy được vợ nha, là vừa có chỗ đi giải quyết căng thẳng, mà được gia đình vợ đưa qua Mỹ nha. Còn con nào xuống này đó, được được ăn, được nói, được gói đem đi nữa. Bây giờ chúc mừng nha. Yo. Phía mình đâu? Phía mình đây. Trong đây mình có đi đâu á? Mình nhờ anh Hà anh nói. Anh làm đại diện đại diện mến ảnh mới gọi ảnh là hiệp, anh hiệp lai đúng không? Mến ảnh mới nói vậy đúng không? Tí không có xuống ngoài nhậu mình nói là mình giỡn, mình kêu nó tay lai. Nói tại sao anh kêu em tay lai? Nói tại Du đẹp trai. Ông nhỏ xìu xuống liền. Xuống quá mà. Đang nói anh Hiệp ở North Carolina nè. Khi mà mình khen là ai cũng xuống. Bởi mấy bà chị đang giận chung. Mặt em giận mà em đẹp quá. Xô quá liền bấm. Ví dụ vậy, cho nên em muốn cẩn thận, ví dụ như thấy Huy giận cái gì đó, you look beautiful, Thank you. Tại vì vậy em sung sướng với sợ vậy. Rồi có anh bạn anh giận mình á, khi mà vợ bận á, vợ mà giận á, lên giận ai đi hít gà, bạn người bạn nóng mà, chơi hít gà, bạn lạnh, bạn quýu. Ba nhỏ xuống có những cái mà 70 tuổi vẫn còn học, nhưng mà đúng anh bạn anh chị rất là đúng. Khi mà vợ giận á, cứ lên mở AC hết ra nó lạnh, nó làm nó nhẹ người lại quế bông nghe lại không, nó khe xe vô có lạnh không, quế bông lại. Bữa đó mà máy lạnh nó hư là cái số coi như cái số bị nhà cháy ngày đó đi. Số phận của nó là số phận rồi. Thì vừa ăn nhậu xong ra đi giải lao, hút thuốc, anh em hút thuốc. Vậy là lúc anh mua là quất chip đã có rồi. Chưa. Ồ, vậy là lúc anh đang nó bị à? Lúc nó câu cẩy lúc anh nói. Yeah.
Anh à, thank you anh, cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn rất là nhiều, rất là vui. Rất là no. No. Ý của anh, ý của anh Tấn nói là dậy sớm hay không là hết sữa mày bú đó. Dành sữa cháu thôi. Rất là vui, rất là vui. Cái nào cũng được, danh dự, danh dự. Không, người nam. Danh dự người người miền Nam hay nói vậy á. Không kêu tôi giữ tôi cũng giữ nè. Không kêu tôi giữ tôi cũng giữ đó. Hả? Rồi anh em ở lại chơi đi, mình về trước, mình về trước. Ờ anh em về. Ừ, anh em về. Vui. Vẫn áo gì nè. Vẫn áo gì? Heo gì heo. Bóp bu ri hả? Cái này là cái gì? Con anh sắm à. Bóp ri còn này heo gì nè. Hermit. Cái này gọi là dịch ra, dịch ra, dịch ra. Dịch ra tiếng Việt là bóp bù ri. Hai mạnh. Bóp bù ri hai mạnh. Khó khăn dạy lại. Dạ, khó khăn dạy lại. Thì cái video hôm nay tạm thời dừng ở đây các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều đã ủng hộ và chia sẻ kênh Khói Xe ha. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình clip kế nha. Chào tạm biệt các bạn. Bye. Bye.